tóm tắt hoàn cảnh ra đời bài kinh Diệt Trừ Dịch Bệnh. Nguồn bài viết và hình ảnh: Thiền Tôn Phật Quang. Giọng đọc: Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện: Lens. Phụng sự là sứ mệnh. Vào một năm ít mưa, xứ nào cũng ít mưa, nhưng riêng xứ Lichavi, kinh đô Vesali bị hạn hán gay gắt, đồng ruộng khô cháy, lúa mất trắng, nạn đói đe dọa, bệnh dịch bắt đầu xuất hiện lác đác. Lúc bấy giờ hoàng tử Mahali đến trước đức vua và hội đồng hoàng tộc của xứ Lichavi, nói lên ý kiến của mình rằng do năm ngoái nhiều người trong hoàng tộc Vesali đã ngạo mạn cho mình là hơn cả, không chịu tìm đến lắng nghe học hỏi giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn khi Thế Tôn đến xứ Lichavi này, nên đã làm họ tổn phước, khiến hạn hán nặng nề hơn các xứ khác. Khi thấy vua còn tỏ ra ngờ vực, hoàng tử Mahali đã dùng chính tính mạng của mình để đảm bảo nếu hoàng tộc Vesali chịu cung kính thỉnh Đức Thế Tôn Gotama về đây thì tai ương sẽ chấm dứt. Lúc đó vua mới cho phép hoàng tử nhanh chóng dẫn đầu một phái đoàn sang vương xá gặp vua Bình Sa để xin được thỉnh mời Đức Thế Tôn Gotama về cứu tai ương cho Vesali. Được sự cho phép của vua Bình Sa, hoàng tử đến thẳng Tinh Xá Trúc Lâm thỉnh Phật và đã được Phật nhận lời. Hoàng tử cho người cấp tốc phóng ngựa về báo trước với vua. Khi phái viên vừa phóng ngựa về đến nơi báo tin thì cũng là lúc Đức Phật và một số vị tỳ kheo đi theo đã sắp vào đến biên giới Lichavi. Bỗng nhiên bầu trời kéo mây đen kịch, sấm chớp ầm vang, rồi nước từ trời cao tuôn xối xả. Vua và triều thần vui mừng reo hò, riêng đức vua già chảy nước mắt rồi quỳ xuống lạy lên trời cao. Phía ngoài mọi người kéo nhau ra đường phố reo hò nhảy múa như chưa bao giờ được vui như vậy. Tại các làng quê, già trẻ trai gái kéo hết ra ngoài trời, vừa tắm mưa vừa reo hò ca hát. Nước mưa tiếp tục đổ xuống, những con suối bắt đầu chảy lại, những cánh đồng bắt đầu ứ nước. Ở biên giới, Phật và tăng chúng 12 vị bình thản ôm bát đi vào lãnh thổ Lichavi trong mưa. Vua và hội đồng hoàng tộc Lichavi quá phấn khích, ra lệnh cờ lộng, xe kiệu, hoa hương, tùy tùng rất đông rời khỏi kinh thành trong mưa để đón Phật. Sáng hôm sau, Phật gọi các vị tỳ kheo vào và bảo các vị hãy đi dạy cho dân chúng Vesali bài kinh này để diệt trừ bệnh dịch cho họ, và bảo họ dạy tiếp cho những người khác nữa. Bài kinh này sẽ giúp họ tiêu trừ tật bệnh. Một người hỏi: Thưa tôn giả, chúng con chưa hiểu hết ý nghĩa của bài kinh này, nếu tụng thuộc như vậy có hết bệnh không ạ? Vị tỳ kheo đáp: Này gia chủ, hãy tụng thuộc trước sẽ trừ được tật bệnh cho mình. Khi nào khỏe mạnh thì đến Đại Lâm nghe Thế Tôn giảng dạy nghĩa lý rành rẽ. Trong hoàng cung, hoàng tử Mahali và phái đoàn lúc này mới về đến nơi và quỳ xuống thưa chuyện. Hoàng tử rất vui mừng, xúc động khi trên đường về thấy đồng ruộng ướt sũng, cây cỏ hồi sinh xanh tươi, các dòng suối khe lạch tuôn chảy, và hoàng tử cũng không còn thấy cảnh người bị dịch bệnh nằm lê lết chờ chết ở ven rừng nữa. Hoàng tử cảm kích xin được dâng cúng khu vườn Đại Lâm Mahavana của mình cho Thế Tôn để làm chỗ cho Thế Tôn trú ngụ mỗi khi ghé về Vesali. Vua hoan hỷ chấp nhận và nói hoàng tử hãy đưa mọi người đến Đại Lâm nghe Thế Tôn thuyết pháp. Tại Đại Lâm, Đức Phật thuyết pháp về sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Sau bài pháp, nhiều hoàng tử xứ Lichavi xin xuất gia. Phật bảo tôn giả Kimbila ở lại Vesali để dẫn dắt sự tu tập cho các vị tân tỳ kheo này cho đến khi các vị này trở nên vững chãi. Phật và chúng tăng đi trên đường, nhiều người quỳ xuống rải hoa cúng dường. Sau đó, Phật và chúng tăng lên thuyền vượt sông Hằng. Các vua chúa, quan tướng và dân chúng quỳ tiễn đưa bịnh rịnh, nhiều người rơi nước mắt. Phật là bậc thầy cao quý, thế giới muôn loài tôn thờ, lòng thành người ca ngày đêm với trái tim không bên bờ.
chưa hững hờ, tìm về tranh pháp vẹn nguyên, cùng dâng đời bao lời ca thiền lành. Kinh diệt trừ dịch bệnh. Trích truyện tranh Đỉnh núi tuyết tập 18. Biên soạn Thượng tọa Thích Chân Quang. Thế gian là vô thường, có sinh và có diệt. Sống tham lam ích gì, chỉ là gây thêm tội. Lòng sân hận làm chi, chỉ mở đường đau khổ. Người có trí tư duy, theo con đường Phật dạy. Quán tưởng lòng từ bi, yêu thương cho vạn loại. Nguyện sống đời chánh hạnh, tránh sát hại tà dâm, lìa gian tham trộm cắp. Biết vừa chừng tiết kiệm, để dành cho người sau, dù là một giọt nước hay chút hạt cơm mềm. Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều khỏe mạnh, thoát bệnh khổ não thân, lòng an vui thư thái. Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều tinh kính ba ngôi báo Phật Đà, Pháp Thiên và Thánh chúng. Nguyện đời đời tu hành, hướng tâm về giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, dứt vô minh ngã chấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.